Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên riêng là MBS320 nha các bạn. Cây MBS320 này nó có cái nòng là 38 ly và dung tích xi lanh nó là 32cc, với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. Rất là mạnh mẽ ha. 38 ly 32cc. Dòng máy này nó có đóng made in Japan trong lốc nha các bạn, made in Japan ha. Nắp xăng của dòng Maru là lúc nào cũng kín hết nha các bạn. Máy nắp xăng kín ha, ròn đệm rất là ngon. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng không có nhớt nha các bạn, với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít. Mình cũng gia giảm tùy theo cái máy, mình ra khỏi nhiều thì mình bớt nhớt ha, còn ra khói ít mình tăng nhớt lên. Cái máy rất là đẹp các bạn, các bạn quan sát ha. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ nha các bạn, chạy chế hòa khí quanh rồ rất là tiết kiệm xăng ha, không có bị phí phạm. Đây, về phía bộ lửa nó đây các bạn, rất là đẹp ha. Bình xăng, bình chứa xăng cũng rất là đẹp sáng ha. Nó chạy một cái tùm rời màu trắng đây ha. Ở phía trên này là đầu răng ha, nó không có bao giờ bị tuôn lanier ha. Cái này đầu răng rất là bền bỉ các bạn. Tay nắm đây cũng Maru ý, móc dây đeo. Tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay ga nhẹ tưng luôn ha, rất là nhẹ nhàng ha. Tay ga zin, dây ga zin hết các bạn, điều zin hết, zin 100% ha. Các bạn quan sát xem. Maruyama Big M. Chẳng cỏ nó đây, cùi nó đây, cùi trắng tinh luôn, rất là đẹp ha. Phía trên có chống dính cỏ các bạn thấy không có kẽ hở luôn, khít cháy luôn ha. Rất là khít khèo luôn, zin của nó đó các bạn. Ở dưới này có chống mài mòn luôn ha. Zin tất tần tật hết các bạn. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha, e gió bằng sắt nè, rất là bền luôn ha. Rồi mình giật nó sặc lên một tiếng ha, thì nó chứng tỏ nó đã lên xăng rồi đó. Các bạn kéo e xuống, các bạn giật tiếp thì nó nổ ha. Dòng máy này có made in Japan đóng trong lốc nha các bạn. Các bạn về trải nghiệm thấy cái dòng chữ made in Japan rất là rõ các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Hơi đó, hơi rất là thả luôn ha. Rồi, các bạn. Nổ lại nha. Hơi rất là dữ luôn. Nhưng mà rất là nhẹ vậy các bạn. Một dòng tua một là nổ. Rất là đã luôn, rất là nhạy ha. Nổ lớn cho các bạn xem nha. Đây rất là dữ luôn. Đấy, các bạn thấy nó đề ba không? Đề ba rất là mạnh mẽ luôn ha. Thấy không? Yeah. Okay.
đi nó rất là ngon, chạy lớn rất là bốc các bạn. Đây, công tắc ở đây ha, tắt các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama MBS320 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.